hướng dẫn mọi người backup cái màn hình của con phòng. Nó khác với màn hình của Basic. Đầu tiên là mình phải có một cái USB này. Format nó là định dạng H32. Rồi format cái nào nhỉ? Sau đấy mình sẽ cắm vào màn hình này. Sau khi mình cắm vào màn hình này. Mình sẽ vào đây, vào My Computer này. Đấy. Thì khi mà nó đã nhận USB mình, nó sẽ hiện lên cái mục như này. Bây giờ mình sẽ vào Control Panel này, vào Service, thì nó sẽ có phần backup này, phần restore này. Đây này, phần backup nha. Vào đây chọn mình up chương trình lên, khi nào màn hình chết thay màn hình mới thì vào restore này. Backup mình lấy dữ liệu về USB không lưu lại. Đấy. Còn restore là lấy từ USB rồi ạ. Nên đây ra màn hình thì nó sẽ chạy luôn cái chương trình đấy, mà không cần thì máy tính đổ vào. Chọn backup này. Chọn next này. Nó sẽ scan ra được cái USB này, một thiết bị này. Đấy, chọn USB này. Nó sẽ hiện lên dung lượng USB này, 7.2GB. Chọn next. Sau đấy mình sẽ chọn backup này. Clip này. Và đợi nó chạy. Phần này chạy nhanh hay lâu thì nó phụ thuộc vào cái chương trình gốc của mình, nặng hay nhẹ thôi. Ban đầu nó chạy file hệ thống rất nhanh. Cái này nó có khác gì một con máy tính đâu mà nó chạy hệ điều hành đúng. Này chạy nhanh thế này. Đoạn sau mới lâu. Mày format cho anh con web này. Đấy, đoạn sau mà nó mua lên con về học. Con này có 18 triệu. Bằng con máy gaming của Sơn. 18 triệu. 18 triệu con này. Cái con chỉ linh kia có mấy triệu? 9 triệu. 30. Bao nhiêu? 30. 30 triệu. Sao đấy đắt đấy? 9 linh khác. 9 linh đắt hơn thằng đấy. Nhưng mà đâu, cái dòng đấy nó Hanwha khác. Con Hanwha rẻ. Hanwha 17 triệu 9 linh. À, tức là con cũng phát nhưng mà 9 triệu. Dòng như này 30 triệu. Dòng như này 30 triệu, còn dòng như dưới Hanwha thì có 18, 19 triệu. Mặc con này ạ? Con gì đấy cùi hơn. Trọng. Mà to hơn không? Năm phút.
3 vạch nữa. Màn hình rung sướng, cảm ứng nhạy, bộ xử lý nó nhanh. Đấy, thiết tiền địa đều 5 thịnh bằng 6 và công bằng sơn. Thằng này thuận tay trái làm đẹp được luôn. Tiếp điện nối đi đâu? Cứt đấy, nó nối đồ rồi. Hai vạch nữa. Cứ thằng này để cho thằng kia cuối cùng đeo nối. Một vạch nữa. Đây là tiết điện đồ này, chắc là của nó. Đây, kéo ở đây này. Okay. Successfully complete. Yeah, so.